Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta đi tham quan một ngôi biệt thự tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của căn biệt thự của chúng ta. Căn biệt thự cực kỳ nguy nga tráng lệ, tọa lạc tại Thuận An, Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, căn biệt thự này có hướng nam, quý vị nhé. Tổng diện tích của chúng ta có 1.580 m², chiều ngang khoảng 35 m, quý vị nhé. Chiều sâu khoảng 45 m. Và căn biệt thự này thì mới có 300 m thổ cư thôi, quý vị nhé. Chủ nhà lên 300 m thổ cư để xây căn biệt thự này thôi. Và trước đầu tiên chúng ta xem căn biệt thự này cũng như video này thì Tuấn Nguyễn xin hết sức lưu ý cũng như mong rằng quý vị ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thông cảm cho Tuấn Nguyễn, bởi video này Tuấn Nguyễn xin phép quay nhanh. Bởi vì chủ nhà này hiện tại người ta cũng đang nợ nần, quý vị nhá. Cũng rất là không được vui. Cho nên khi mà Tuấn Nguyễn lên đây tác nghiệp quay những video này để gửi tới quý vị và các bạn thì cũng không được thoải mái vui vẻ gì cho lắm. Đấy. Mong rằng quý vị cũng hết sức thông cảm. Và chủ nhà cũng nói với Tuấn Nguyễn rằng căn biệt thự của người ta muốn bán kín, quý vị nha. Đấy, về cái vấn đề tế nhị của gia chủ, mong quý vị hết sức thông cảm. Tuấn Nguyễn không quay con đường. Đấy. Cũng như là cái địa chỉ nhà rõ ràng quá, mà Tuấn Nguyễn chỉ quay ở bên trong thôi. Đó, hình ảnh như thế nào, hiện trạng có mới không, có đẹp không. Đấy, và báo hết cái công năng, diện tích, hướng cũng như giá cả, nội thất các thứ vân vân để cho quý vị và các bạn nắm được. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây là những hình ảnh của căn biệt thự. Phía bên ngoài đây là ban công, nhà chòi, nhà lục giác cũng như khu vực để chúng ta ngồi mát uống trà, hút thuốc, cà phê nhâm nhi. Đây là can bên hông, quý vị nhìn một những hàng cột rất lớn, đúng không ạ? Thang inox lên trần. Đấy. Ở bên trong này là khu vực phòng ăn, phòng bếp, chúng ta có trần tân cổ điển. Đấy. Đồ gỗ nội thất toàn là gỗ gõ đỏ nguyên khối. Đấy. Rất đẹp. Tủ lạnh, bộ bàn ghế, bàn ba, đấy, bàn ghế phòng khách, sập tủ. Tất cả sẽ tặng cho quý vị khi chúng ta mua căn biệt thự này. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn xin giới thiệu cho quý vị biết căn biệt thự của chúng ta có hướng nam, tổng diện tích là chiều ngang khoảng 35 m, chiều rộng, chiều sâu khoảng 45 m, quý vị nhé. Tổng diện tích 1.580 m², có 300 m thổ cư, quý vị nhé. Để chủ nhà mới lên 300 m thổ cư để chúng ta xây căn biệt thự này thôi. Và xây một tầng trệt, một tầng lầu. Đấy. Thiết kế theo kiểu nhà mái Thái, xây dựng hiện đại, trẻ trung. Bên trong thì pha chút xíu hoa văn tân cổ điển kiến trúc Pháp, quý vị nhá. Căn biệt thự này thiết kế một tầng trệt, một tầng lầu. Đó, công năng nhà mái Thái đẹp, mẫu mới, xây dựng hiện đại. Căn biệt thự của chúng ta có 7 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh. Sân rộng rãi có thể đậu trên 10 chiếc ô tô lớn, quý vị nhá. Đấy. Cực kỳ rộng luôn. Có một phòng thờ, hai phòng khách trên và dưới, quý vị nhá, một phòng karaoke, nội thất cao cấp nhập khẩu kết hợp với gỗ gõ đỏ. Đấy. Rất là chất lượng. Và khi quý vị mua căn biệt thự này thì sẽ được chủ nhà tặng hết cho quý vị và các bạn. Đó. Cũng như Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi, hiện tại thì chủ nhà muốn bán kín cho nên Tuấn Nguyễn không quay con đường, nhưng Tuấn Nguyễn cũng tiết lộ với quý vị, những căn nhà bề thế như thế này, con đường nhựa trước nhà là trên 15 m, quý vị nhá. Con đường nhựa trước căn nhà chúng ta là 15 m. Đấy, quý vị yên tâm, Tuấn Nguyễn không quay con đường, cũng không quay rõ số nhà. Tuấn Nguyễn chỉ quay ở bên trong này thôi. Do cái vấn đề tế nhị, quý vị cũng hết sức là thông cảm cho Tuấn Nguyễn cũng như thông cảm cho chủ nhà, quý vị nhá. Đấy. Một căn biệt thự cực kỳ đẹp, toàn đồ nội thất xịn sò. Biệt thự mới xây được có khoảng hơn 3 năm nay thôi. Còn rất là mới. Vâng.
Thưa quý vị, thì như chúng ta cũng biết là cái thông tin trên không gian mạng, chúng ta cũng nghe rất nhiều về vấn đề bất động sản, đặc biệt là bất động sản khu vực phía Nam, đúng không ạ? Đấy. Tới đây thì nhà nước sẽ áp dụng và tăng lên tới hơn trên 30 lần. Đó, thì Tuấn Nguyễn cũng được nghe cái thông tin nôm na đâu đó là như vậy. Còn áp dụng thực tế thì vấn đề này vẫn chưa, quý vị nhá. Nhưng quý vị ơi, những cái căn biệt thự lớn, rộng, diện tích 1.580 m² như thế này thì Tuấn Nguyễn cũng tiết lộ giá để cho quý vị biết luôn, để quý vị yên tâm cũng như nắm được, cũng như là chúng ta chớp được cái cơ hội này. Chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 30 tỷ thôi, quý vị nhá. 30 tỷ đồng cho một căn biệt thự 1.580 m² như thế này, có 300 m² thổ cư, hiện hữu một căn biệt thự mái thái, một tầng trệt, hai tầng lầu, diện tích sàn lên tới 600 m², quý vị nhá. Đó, tặng full nội thất cho quý vị, có 30 tỷ đồng thôi. Thì quý vị xem được cái video này, quý vị thấy căn biệt thự này đẹp, diện tích thì quá rộng, giá có 30 tỷ còn thương lượng. Đó, thì quý vị hãy nhanh chân, đúng không ạ? Chúng ta liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn và đi xem căn biệt thự này, thực hư nó ra làm sao, hình ảnh em nó thực tế ngoài đời nó như thế nào. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây gặp chủ nhà và chúng ta đàm phán thương lượng giá cả, quý vị nhé. Vâng, thưa với quý vị, Tuấn Nguyễn trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn có rất nhiều biệt thự đẹp, cao cấp ở trên ba thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đây là một cái video đặc biệt, cũng như một căn biệt thự rất đặc biệt ở cái chỗ là diện tích đất lên tới 1.580 m². Thì vô hình dung Tuấn Nguyễn cũng nhẩm là nó sẽ bằng khoảng 5 đến 10 căn biệt thự khác, quý vị nhá, 1.580 m². Thì chúng ta cũng hiểu được rằng đây là một cái căn biệt thự có diện tích cực kỳ khủng, tọa lạc tại thành phố Thuận An, Bình Dương, quý vị nhé. Vâng, thì quý vị nào đang có ý định mua biệt thự rộng rãi để cho gia đình chúng ta nghỉ ngơi, an cư lập nghiệp, cũng như là gia đình có nhiều thành viên, ông bà, đấy, bố mẹ, rồi là con cái, cháu chắt, dâu rể, thì đây là một căn biệt thự cực kỳ phù hợp để cho gia đình chúng ta mua để an cư lập nghiệp, quý vị nhé. Ngoài ra, cái sân ở phía trước, quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây, chúng ta có thể đậu được khoảng trên 10 chiếc xe hơi cỡ lớn, quý vị nhá, xe tải cỡ lớn, chứ đừng có nói xe hơi 4, 5, 7 chỗ thì không xi nhê gì, không thấm vào đâu. Đặc biệt không gian mở 4 chiều, ban công phía trước thông thoáng như thế này. Đó, chúng ta có cầu thang xoắn bằng inox lên trần, trên đó là trần đúc và lợp mái ngói thái, quý vị nhá. Vâng, và thưa quý vị, quý vị xem được cái video này, quý vị thấy cái căn biệt thự này rộng này, toàn đồ gỗ gõ đỏ, chất lượng như thế này, không gian mở 4 chiều, đó, thoáng mát, giá lại rẻ, thì quý vị hãy liên hệ ngay với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn, quý vị nhé. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây, chúng ta tham quan căn biệt thự này kỹ và chúng ta gặp chủ nhà để chúng ta thương lượng giá cả. Những cái sản phẩm mà giá rẻ như thế này thì chắc chắn rất là nhiều quý vị quan tâm. Tuấn Nguyễn biết là như vậy. Trên kênh của Tuấn Nguyễn cũng rất nhiều quý vị muốn mua những cái căn biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích lớn như thế này. Ngoài ra thì ở phía sau chúng ta còn rất nhiều đất, đúng không ạ? Để trồng hoa này, cây cảnh, cũng như là xây hồ bơi này, đó, xây hồ thủy tạ này, rồi xây hồ cá koi, đặc biệt là nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chim cảnh, đó. Và chúng ta có thể là trồng rau, trồng cỏ ở phía sau nữa để gia đình chúng ta cải thiện rất là tốt. Đó. Thì như quý vị cũng biết, ở các thành phố lớn, cũng một khi mà chúng ta mua, tìm hiểu, tìm kiếm những cái căn biệt thự có diện tích lớn như thế này cũng rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta phải đi rất là xa, đấy, rất là xa, xa xôi, những cái miền hẻo lánh cũng như rừng núi thì cũng mới có cái diện tích lớn rộng như thế này được, đúng quý vị. Đấy, mà đây là ngay trung tâm của thành phố Thuận An.
Tuấn Nguyễn xin tiết lộ cho quý vị là căn biệt thự của chúng ta rất gần với lại con đường DT743 quý vị nhá, rất là gần. Đó, cách đâu đó khoảng mấy trăm mét thôi. Và con đường nhựa trước căn nhà chúng ta là lên tới 15 mét, quý vị yên tâm, một con đường rất lớn. Đây là một cái video kín quay nhanh. Đấy, bán kín và quay nhanh. Cho nên hình ảnh thì mong quý vị hết sức thông cảm, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn chỉ quay qua, quay nhanh, ngắn gọn, chúc tích để cho quý vị và các bạn nắm được thôi. Quý vị và các bạn thì cũng nhìn trên màn hình đây, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được căn biệt thự của chúng ta đẹp như thế nào, nguy nga, lộng lẫy, bề thế như thế nào rồi, đúng không ạ? Đây, quý vị nhìn những cái không gian sân thượng phía trước, chúng ta có cái căn nhà chòi ở phía trước đây. Đấy, thì chúng ta uống nước, cà phê, hóng mát ở khu vực này thì phải nói tuyệt vời, ngắm toàn cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, quý vị nhìn xung quanh toàn chung cư không, đúng không ạ? Nhà cao tầng không, thì quý vị cũng đủ biết là căn biệt thự của chúng ta tọa lạc tại đâu, đúng không ạ? Một vị trí cực kỳ đắc địa. Đấy, giá chỉ có 30 tỷ đồng. Đấy, 30 tỷ đồng cho một căn biệt thự thì chúng ta vô hình dung vừa nghĩ tới thì cũng không phải là một cái giá rẻ, đúng không quý vị? Tuy nhiên, 30 tỷ đồng cho một căn biệt thự mà lên tới 1.580 m² thì đó là một cái điều chúng ta cần phải quan tâm, đúng không quý vị? Quý vị cứ lấy 1.580 m² chia cho 30 tỷ đồng. Quý vị nhân lên xem bao nhiêu tiền trên 1 m². Tuấn Nguyễn nghĩ thì nó chỉ bằng giá của đất ở nông thôn thôi, quý vị nhá. Đấy, do cái tình hình gia đình đang còn nợ nần, quý vị nhá, cho nên muốn bán nhanh căn biệt thự này. Đấy, trước đây thì chủ nhà đang có ý định kêu cái căn biệt thự của chúng ta lên tới 45 tỷ, quý vị nhá. Nhưng mà kết qua cái tình hình thực tế cũng như bản thân Tuấn Nguyễn gặp chủ nhà cũng đã thuyết phục với chủ nhà rằng trong cái thời điểm hiện tại thì rất là khó khăn, nhất là nền kinh tế. Đấy, kiếm được những cái vị khách mà sẵn sàng bỏ ra 30 tỷ đồng để mua căn biệt thự của chúng ta cũng không phải là dễ dàng gì. Cho nên chủ nhà cũng ý thức được cái điều đó và nói với Tuấn Nguyễn và thống nhất với Tuấn Nguyễn rằng thôi thì chúng ta hãy chốt giá và đưa ra cái giá là 30 tỷ đi, đúng không ạ? Tặng full nội thất cho quý vị. Khi quý vị tới đây thì gặp chính chủ chúng ta còn thương lượng, quý vị nhá. Đấy, 30 tỷ chúng ta còn thương lượng một chút xíu nữa. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đó, Tuấn Nguyễn cũng có rất nhiều sản phẩm biệt thự ở nơi khác như là Bà Rịa Vũng Tàu này, Đà Lạt này, cũng có 1-2 căn quý vị nhá. Đặc biệt là Phú Mỹ Hưng quận 7, Thảo Điền quận 2, Khang Điền quận 9. Đấy, Tuấn Nguyễn có rất nhiều biệt thự đẹp ở trên đó đang hiện diện ở trên kênh của Tuấn Nguyễn, trên 1.000 sản phẩm chưa bán được. Quý vị có nhu cầu cũng như quan tâm đến kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn thì quý vị hãy vào truy cập kênh, đúng không ạ? Nhà Đất Tuấn Nguyễn, nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy, quý vị xem những căn biệt thự nào phù hợp với gia đình mình, phù hợp với nguồn tài chính của gia đình mình thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn, quý vị nha. Đấy, đặc biệt Tuấn Nguyễn xin lưu ý là quý vị yên tâm, kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà, bán biệt thự, đấy, giá chính chủ, quý vị nha. Tuấn Nguyễn không có khái niệm đôn giá, kênh giá, đội giá một chút xíu nào. Đấy, 30 tỷ đồng còn thương lượng là giá của chủ nhà đưa ra. Quý vị muốn kiểm chứng lời Tuấn Nguyễn nói có đúng hay không thì quý vị cứ tới đây. Và quý vị hãy ngồi vào bàn, hãy hỏi chủ nhà là ông hay anh hay cô gì chú bác gì đấy muốn bán căn biệt thự này giá bao nhiêu. Tuấn Nguyễn đứng ở xa và không quan tâm đến vấn đề tài chính. Đó, để cho quý vị cứ tha hồ tự nhiên lựa chọn cũng như trả giá với chủ nhà. Vâng, Tuấn Nguyễn nhân cái video này thì Tuấn Nguyễn cũng xin cảm ơn cô dì chú bác, ông bà gần xa, quý vị và các bạn trong thời gian qua đã tương tác kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn, đấy, ủng hộ Tuấn Nguyễn rất nhiều. Tuấn Nguyễn xin chân thành cảm ơn và gửi tới ông bà, cô dì, chú bác, anh chị, bạn bè, đấy, gần xa cũng như kiều bào nước ngoài, những vị khách thân yêu của Tuấn Nguyễn lời chúc sức khỏe, lời chào và chúc quý vị
có một cuộc sống viên mãn, bình an và hạnh phúc. Đấy. Quý vị có nhu cầu mua biệt thự, mua nhà đất, đấy, đầu tư, đấy, mua nhà để ở, mua biệt thự để sinh sống tại Việt Nam cũng như khách ở trong nước thì quý vị hãy liên hệ với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn đang có rất nhiều sản phẩm ngột. Quý vị nào mua để đầu tư, đấy, mặt tiền chính đắc địa ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cũng có rất nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng cũng như đang hiện diện trên kênh thì quý vị hãy xem và liên hệ với Tuấn Nguyễn. Theo như nhận định của Tuấn Nguyễn thì trong cái thời gian này, đây là một cái thời gian cực kỳ thích hợp để cho quý vị đi mua bất động sản đầu tư, cũng như để chúng ta mua những căn biệt thự để chúng ta an cư lập nghiệp cho gia đình chúng ta sinh sống. Bởi vì Tuấn Nguyễn cảm nhận được bất động sản đang hồi phục quý vị nha, đang có chiều hướng nóng lên. Đấy, theo với Tuấn Nguyễn nghĩ là như vậy. Chúng ta ngồi ở nhà xem video, đôi khi chúng ta chưa cảm nhận được, đúng quý vị. Và Tuấn Nguyễn nhân đây cũng nói một đôi lời xin lỗi quý vị như thế này. Có rất nhiều quý vị xem video của Tuấn Nguyễn cũng có lời bình luận rất là khiếm nhã, đúng không ạ? Nôm na thì quý vị cũng bảo là đất bây giờ thì rẻ, rồi là giá như thế thì ai mà mua, đúng không ạ? Nhưng không quý vị ạ. Có nhiều quý vị đã từng thất vọng khi muốn đi xem những cái căn biệt thự mình thích ở trên kênh của Tuấn Nguyễn. Nhưng mà xin thưa quý vị là người khác người ta mua mất rồi, quý vị nha. Đấy. Trên kênh của Tuấn Nguyễn cũng bán rất nhiều những căn biệt thự đẹp mà quý vị quan tâm, nhưng mà người ta đã mua mất rồi và Tuấn Nguyễn đã bán mất rồi, quý vị nha. Chưa kể đến các cái bạn khác, kênh khác người ta bán. Đấy. Cho nên Tuấn Nguyễn cũng rất lưu ý quý vị, không phải chúng ta nhìn cái hình ảnh bất động sản ảm đạm qua màn hình được, qua video này được, đúng quý vị. Mà quý vị phải trải nghiệm thực tế ở ngoài đời, ngoài đường, đúng không ạ? Có rất nhiều người đi mua bất động sản quý vị nhá, cực kỳ nhiều luôn, không như chúng ta nghĩ như thế này đâu. Đấy. Cho nên đây là một cái cơ hội để quý vị quan tâm đến bất động sản giá rẻ hiện tại. Đừng có để đến khi nó nóng lên, giá nó tăng lên, đúng không ạ? Thì đến khi đấy chúng ta mới tiếp cận. Thì đường nào chúng ta cũng phải mua để sinh sống cho gia đình an cư lập nghiệp, cũng như chúng ta công tác và đặc biệt con cái học hành. Thì quý vị nên tận dụng cái cơ hội, cái thời điểm này là thích hợp nhất quý vị nhá. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng xin tư vấn thêm cho quý vị biết như vậy. Đấy. Vâng, Tuấn Nguyễn mong rằng quý vị xem được cái video này, quý vị thấy căn biệt thự này rộng, giá lại rẻ, nằm ngay trung tâm thành phố Thuận An, Bình Dương như thế này, thì quý vị hãy liên hệ ngay với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây gặp chủ nhà và thương lượng giá cả quý vị nhé. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với này. Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh, comment góp ý xây dựng kênh và quý vị hãy cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like để ủng hộ Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Đặc biệt quý vị nhớ ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều cho quý vị tha hồ xem vui vẻ xả chết. Đó. Cũng như lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp, biệt thự đẹp để quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn mỗi ngày, mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.